chào mọi người đã quay trở lại với kênh Thế Giới Xe Máy Nhập Khẩu. Thì hiện tại cũng như thường lệ thì Kiều đang có mặt tại cửa hàng xe máy Hà Đặng 4, thì địa chỉ 1361 tỉnh lộ 43, phường Bình Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Thì hôm nay Kiều sẽ báo giá cập nhật và báo giá xe, cái dòng xe Honda ha, dòng xe Wenfa và cái dòng xe Future thôi. Dạ thì trước mặt đây là Kiều đây, trước mặt Kiều đây là con Future nha, Future bản bánh mâm, màu đỏ bánh mâm, thì đang có giá là hiện tại đang có giá là tầm khoảng là 35.900.000 nha. Đây. Kế bên đây là con Wenfa. Wenfa thì bản Wenfa thì nó có đang có hai phiên bản tiêu chuẩn và bản đặc biệt nha anh chị. Bản tiêu chuẩn thì gồm đang có màu đỏ và màu trắng, màu xanh. Còn qua kế ti là con bản đặc biệt. Đặc biệt thì nó khác với bản tiêu chuẩn thì tiêu chuẩn thì nó đi màu bóng nha anh chị. Còn bản đặc biệt thì nó sẽ đi màu nhám, thì nó sẽ nhỉ hơn tầm khoảng 1 triệu nha. Đây, bản tiêu chuẩn thì bên Kiều đang có giá là tầm khoảng 19 củ hơn thôi nha. Còn bản đặc biệt thì tầm khoảng 20 củ hơn. Còn qua kế bên đây là phiên bản cổ điển 2024 màu vàng. Đây, nó đang có giá là tầm khoảng là 20.900.000 thôi nha. Thì nó bằng giá với lại bên đây. Đây thì con này bên Kiều thì có gắn lên cái ba ga cho mình nha. Thì xe của hãng thì nó về nó sẽ không có gì hết á. Thì bên Kiều mà nếu mà anh chị muốn gắn thêm ba ga phụ kiện trang trí thêm, mình sẽ thêm tiền thôi nha. Đây thì xuống phần cốp xe của cái dòng xe Wenfa này thì nó thì để những cái đồ vật dụng cá nhân thôi ha anh chị, không có bự, không có xe cốp xe thì nó không có to cho lắm nha. Cái bình xăng của dòng xe Wenfa thì là tầm khoảng 4 lít nha anh chị. Đây, thì qua phần tay dắt của dòng xe Wenfa thì nó được thiết kế là khá là cứng cáp để cho anh chị dẫn xe, di chuyển xe dễ dàng hơn. Xuống đây là bản Future nha. Đây, Future bản mới 2024 thì có nhiều anh chị hỏi em là Future bản mới hay 2023 và 2024 thì nó khác nhau về chỗ nào, thì về thấy kết cấu xe thì Kiều thấy nó cũng như nhau ha. Nó chỉ nếu mà mặt nạ của 2023 thì nó sẽ đi hết cái đi hết màu xanh luôn. Còn 2024 thì nó sẽ chen vô đây màu đen. Là nó khi mà ở xanh đen nha anh chị. Thì bản này bên Kiều đang có giá là tầm khoảng 35 củ 9 thôi nha. 35.900.000. Thì giá xe Kiều báo là chưa có biển số nha. Nếu mà anh chị đi biển số tỉnh thì cộng thêm cho Kiều là tầm khoảng 2 triệu hơn. Hồi nãy giờ Kiều cũng có giới thiệu sơ về cái mẫu xe Wenfa và cái mẫu xe Future ha. Thì nếu mà anh chị mua góp thì chỉ cần trả trước cho bên Kiều là 2 triệu thôi nha. Thì hồ sơ trả góp thì gồm có căn cứ công dân, là mình lên hồ sơ được rồi nha. Thì nếu mà anh chị có thêm bảo hiểm y tế hoặc bằng lái xe mình được 3 giấy tờ thì cái phần lãi suất nó sẽ ưu đãi hơn nha. Thì bên Kiều bao đậu cho mà anh chị là không nỗi xấu, không nỗi chú ý là bên Kiều bao đậu luôn nha. Thì trong tháng 4 này hiện tại bên Kiều đang có chương trình là được tham gia vòng quay may mắn là trị giá 5 triệu đồng nha. Thì khi anh chị đến cửa hàng liên hệ qua số điện thoại 0359 202919 thì anh chị sẽ được tặng ngay một bộ định vị Osono chính hãng. Thì cảm ơn anh chị đã xem hết video này. Chào mừng.